Hello, xin chào cô anh chị em ha. Hôm nay em vừa hoàn thiện xong bộ phát điện này cho em Sơn Vĩnh Điều. Thì hôm nay mình test điện xong đàng hoàng, ngày mai mình sẽ tiến hành giao cho em mình ha. Thì cũng rất cảm ơn em mình đã tin tưởng và ủng hộ mình ha. Thì bên cơ sở mình thì bên mình là cô anh chị em thì tiêu chí là chất lượng và uy tín ha cô anh chị em. Chứ giá cả thì bên mình không có cạnh tranh nha. Mình làm cho nó chắc chắn cho bà con của anh chị em xài lâu xài bền, cho nên giá cả thì nó không thể làm giá rẻ được, cho nên là bà con của anh chị em thông cảm. Thì bộ máy này mình vẫn xài cái đầu châu Gin của anh chị em, không có xài khước cá lóc nha. Đấy. Cho nên cái gì đó em báo cáo cho bà con của anh chị em là để của anh chị em biết rõ nhiều hơn. Cũng như kết nước này mình vẫn xài kết nước Gin của anh chị em, nước Gin của Nhật nha. Mình không có xài kết nước hàng chợ ha. Mình dầu cũng vậy ha, mình làm mình dầu rất là dày ha. Đấy, mọi sự chất lượng gì đó thì cô bác chị em đã xài nhiều năm qua, cô bác chị em đã hiểu rồi ha. Cái gì đó thì nó có cái thực tế mấy an tâm cô bác chị em. Tất cả những bộ phát điện nào đó thì em làm xong em test đâu đó rõ ràng rõ nét cho bà con bác chị em xem ha. Rồi thì em sẽ quay cho bác chị em tham khảo ha. Đấy, test điện cho bác chị em tham khảo luôn.